Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello tất cả anh em. Như anh em cũng đã biết thì sắp tới đây tôi sẽ chuyển qua một căn ga Minh Hào mới. Cho nên là tôi đang thích một con mô hình siêu to khổng lồ. Trời ơi, trang trí ở trong phòng tôi thì siêu đẹp luôn. Đó, nhìn hình kìa. Trời ơi, nó đẹp quá trời đẹp mấy ông ơi. Nhưng có một vấn đề, đó chính là Sammy là người hiện tại đang giữ tiền lương của tôi. Cho nên là tôi không có tiền để mua mô hình này. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay tôi sẽ thách thức Sammy chơi với tôi một trò chơi. Nếu như tôi thua thì tôi sẽ đưa hết tất cả tiền lương của tôi cho Sam. Còn nếu như tôi thắng thì tháng này Sammy sẽ không được lấy tiền lương của tôi. Lúc đó thì tôi sẽ mua được mô hình và quay vlog inbox cho mấy ông xem. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video hồi nào. Let's go. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với một cái tựa game phải nói là siêu cute luôn các bạn ơi. Ok, vô nha. Sammy biết chơi trò này chưa? Chơi trò là bắt cua thôi mà, cái gì đâu mà gì khó đâu, đúng không? Ok, thì ra là Sammy cũng biết à. Đây, xin giới thiệu với bạn. Đây chính là Phong Cận Cá Mập và Sammy Bé Cam. Đó. Mấy bạn có biết không? Có cái này rất là vui luôn nè. Đó chính là Sammy vừa mới bỏ ra hơn 700 ngàn để quay skin để mong trúng được con cá mập. Nhưng mà cuối cùng không trúng các bạn ạ. Mà tôi là người trúng. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào chơi nha. Và Sam ơi, bây giờ nè, mình chơi không quá thì chán lắm. Mình phải có cái giải thưởng hay gì nó mới vui, hiểu không? Rồi, giải thưởng sao? Giải thưởng gì? Giải thưởng gì nè? Bây giờ để Phong suy nghĩ coi. Bây giờ nha, bình thường á là tiền lương của Phong mỗi tháng là Phong đều đưa cho Sam gọi là hơn một nửa để Sam giữ, đúng không? Rồi. Thì bây giờ nha, hiện tại sắp tới mình chuyển nhà mới rồi. Phong á thì Phong đang khá là thích một cái con mô hình đó bạn. Mô hình Iron Man đó bạn. Nhìn hình ở đây, mình để cái hình cho bạn coi nè, bạn Esther ghép vô giúp mình nha. Đó, cái con đó nó cũng hơi đắt xíu. Cho nên á là bây giờ á Sam cho Phong là tháng này không nộp tiền lương được không, để Phong mua con đó được không, chịu không? Nói chung thắng tôi thì tôi sẽ không cho giữ tiền lương nữa, được chưa? Ai được, hứa nha. Ok, sắp tới mà tôi mà chiến thắng tôi sẽ mua cái con mô hình nó về, tôi inbox tôi quay clip cho bạn xem. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đầu tiên. Tôi nhất định là tôi phải chiến thắng để tôi còn mua con mô hình cho tôi inbox cho mấy ông coi chứ. Ok, nhảy nhảy nhảy. Mèo con, mèo 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 mèo. Trận này á là tôi với Sammy là ui ui ai. Rồi sống cắm đầu dưới luôn. Trận này là tôi với Sammy là sẽ chơi gì ta, hai đứa bọn tôi thôi. Một tí nữa sẽ chơi nhiều người để cho vui hơn nha mấy ông. Đừng lại coi mèo mèo gì. Chúng ta sẽ chơi 5 trận. Và nếu như mà tôi chỉ cần thắng được 3 trận thôi là tôi hơn Sam một trận. Là chắc chắn là tôi sẽ có được gọi là tiền mua mô hình. Ê à, ui 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 cái này xoay. Ôi ôi đó. Quá lại trời ơi, tôi chơi này hơi bị giỏi mà. Gì kỳ ta? Ây da! Tôi bị đá văng ra ngoài ơi. Mày qua mày qua. Không không bị té, không bị té. Nhảy qua. Tưng lên. Dậy về. Ôi không gần vậy. Tôi kế bên bà nè, bà đừng cái tưởng, bà đừng cái tưởng bở. Cảm ơn Sam nha, cảm ơn Sam nha, cảm ơn Sam nha. Ôi lên được rồi. Ôi lên được rồi. Yeah, lên được rồi. Lên được rồi. Trận đầu tiên Phong Cận chiến thắng. Rồi, ok, trận đầu tiên tôi thắng rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến trận tiếp theo. Trận này là sẽ có thêm những người chơi khác nữa. Và màn này có đến tận 10 người chơi. Ủa, okay. Con mèo hồng kìa. Ủa, ôi có con mèo hồng skin. Mày này có con mèo hồng nhìn cú te vậy. Tôi là mèo cam nè. Ê, này, 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 coi chừng nha, coi chừng nha, coi chừng nha. Mấy con này là con gì đây? Mấy con bò. Ui, nó giật, nó bay kìa, bay kìa. Ui, ôi, hình như là mình không để cho mấy con này đụng. Được đụng vô người mình á. Coi chừng bị hút văng ra ngoài á. Ok. Ui, ê, bị té rồi. Có nước cam nè, cái gì vậy? Có dồi xịt lava nữa, cái này là lava đó. Sao á? Dạ dạ, sao té đúng không? Dạ. Sao vậy? Ôi, bây giờ còn có hai người chơi, tôi với cái ông kia đâu? Đâu? Trời ơi. Nóng cay luôn mấy bạn ơi. Còn hai người cuối cùng mà tôi lại té chứ trời. Ok, coi như trận này tôi với Sammy hòa nha mấy ông. Rồi ok. Rồi ok, coi như trận vừa rồi là tôi với Sammy là hòa nhau nè, nhưng mà tôi vẫn hơn Sam một điểm đó nha. Nhớ nha. Xem quay mà nó theo lá gì đây? Tôi là tôi cảm giác cái niềm khao khát đam mê mô hình của tôi đang rực cháy trong tim. Ủa gì đây? Đây là bốt thời đại, bốt nên văn minh nè. Cái này là game nhặt xu. Phải đi nhặt xu trong vòng 120 giây. Ok, ai nhiều tiền rồi đó thắng. Nhặt tiền đúng không, nhặt tiền đúng không? Ok, ủa cho hai tụi mình thôi hả? Không, hình như trong game này có 5 người lận á. Đây, tiền ơi, ui, chỗ này có mấy trái bơm, nổ. Tôi đang top 1, tôi nhặt được 12 xu, tôi đang top 1. Tôi top gì rồi các bạn ơi, tôi top các bạn ơi. Ây da,
cái xu này nó nhiều xu dữ ta. Hình như là người nào mà ít xu nhất là người đó thua luôn á Sam ạ. Tôi sợ quá. Cái này là chơi hai trận rồi đó, cho nên Sam làm sao phải vượt qua được màn này không? Ít nhất phải được top 2 đúng không? Sammy đang Sammy đang top mấy vậy? Top 2 nè em ơi, thấy chưa? Top 2 hả? Tôi đang top 1 nè. 3. Ấy da, cái gì? Chỗ này. Tôi bị té rồi. Ấy da, té tiếp bạn ơi. Ây da, mấy cái trái bơm nó tung vô người tôi. Ây da, nó đổ. Chết tôi rồi. Trời bạn ơi. Ây da, trời ơi nó văng. Còn bên khu này tôi là bá chủ. Tôi đang nhặt xu hơi bị xịn. Top 2. Ây da, là cũng đỉnh rồi. Ui, mấy cái trái bơm. Ây da. Còn 17 giây, còn 17 giây nha. 15 giây cuối cùng. Mô hình 2 điểm rồi mấy ông ơi. 1 điểm thôi thắng. Không được tốt luôn. Ây da, ây da, nó đổ. Ai? No. Nó đổ tôi văng ra ngoài ơi. Top 1. Ôi. Tôi top mấy? Tôi top 1 đúng không? Đúng không? Yeah. Ôi, bay quá. Bây giờ còn Phong Cận, Sammy và một bạn nào đó nữa. Ok. Ôi. Dạ, trò tiếp theo giờ đây. Trò tiếp theo là vượt chướng ngại vật. Vượt chướng ngại vật. Bây giờ là quan trọng là Phong với Sam ai là người thắng màn cuối cùng nè. Đúng rồi. Cái búa. Ôi, búa. Mày quá. Tôi mới thấy Sam bị văng. Ok. Ui cái búa. Ây da, đập đầu tôi kìa. Ây da. Trời ơi, đập tôi không thương tiếc luôn Phong ơi. Sam ơi, Phong giành top 1 rồi Sam ơi. Nhanh vậy ông này. Phong đi trước. Ây da. Đau quá, nó đập đầu tôi rồi. Ây da. Đích đến rồi. Nhanh như vậy. Sam ơi, Sam ơi. Yeah! Phong đã được 2 điểm. Rồi sao Phong chởi trò này dở mấy bạn. Không phải tôi giỏi đâu nha. Mày do sao chơi gà đó. Trời, mô hình. Rồi, ok, 1 điểm thôi. 5 trận mà Phong chỉ cần thắng thôi 1 điểm. Đua thôi, Phong thắng luôn. Tôi thích okay. Đua, trò này hay vậy. Đua xe hả? À, được. Tôi cũng thích đua xe. Tôi là racing girl. Ê, nhưng mà game này hình như hơi bị đông người luôn á. Đua xe. Trời ơi, game này là chỉ có 5 người được chiến thắng thôi. Chỉ cần 5 người được qua thôi á. À, xì ba, vậy mình phải chạy nhanh hơn. Sam đang tấp máy vậy? Sam bấm control á, cho nó chạy nhanh hơn. Còn mấy cái tấm màu xanh lá cây á, Sam đạp cho mấy tấm màu xanh lá cây á. Phòng này top 4. Trời ơi. Chạy qua luôn. Rồi, top 1 ơi. Phòng top 1 ơi. Quá dễ với Phong. Lật xe. Ây da. Tưng cái xe tôi văng lên trời luôn. Top 5. Đừng chém cái xe tôi, đừng chém cái xe tôi, làm ơn. Ơi, Sam ơi, đừng để thua ngay màn đầu nha Sam ơi. Thua màn đầu là nhục lắm á Sam ơi. Trời ơi, qua nè. Ui, top 1 ơi. Top 1 ơi. Top 2. Woo! Tôi top 2 rồi. Mình phải đua 2 vòng Sam ơi. Trời ơi, đua 2 vòng hả? Đua hai vòng lớn. Ui, cẩn thận nha, Sam đang top 2 đúng không? Top 2. Sao còn Phong đang top 1 nè. Mặc dù là Phong với Sam đang đấu với nhau nhưng mà Phong không muốn Sam thua. Ây da, rồi xong luôn, bây giờ tôi thua rồi. Giờ tới lượt tôi thua rồi. Tôi top 1 nha bạn. Ây da, lật xe. Trời ơi, cái game này nó đua nó cứ chậm khó chịu quá. Chạy nhanh hơn xíu được không? Top 1 bạn ơi. Đừng lẽ thua Sam ta. Đừng thua. Đừng. Yeah. Let's go. Top 1. Yeah. Trời ơi. No. Thua sao đúng không? Ok, và sau trận này thì 10 người chơi bây giờ chỉ còn có 5 người và trong đó có Phong với Sam. Yeah. Phong chỉ cần Phong thắng Sam màn này nữa thôi là Phong được 3 điểm rồi Sam ạ. Sam phải cố gắng thắng Phong nha. Trời gì đây? Ui. Cái này chơi sao? Đừng có để rớt. Này. Phía này đúng không? Nè. Ok. Có nhiều hướng vậy? Không, có một hướng này, có một hướng này nè, né. Ui, cái đường này nó trơn quá à, đi đúng trơn luôn á. Ui, nhảy lên hả? Nhảy, cái này phải nhảy. Ây da. Sammy cũng xem té luôn đúng không? Tôi phóng qua, đụng mấy cục kia lên dễ rớt. Okay. Đúng rồi. Ui, này phải nhảy lên đây, Ủa, cái này đục được. À, mấy cục mà nứt thì mình nhảy qua được, Sammy. Tôi qua rồi. Tôi chết queo rồi. Cái gì vậy? Ây da. Thấy chưa, còn có 2 người cuối cùng mà Sam cũng không qua được. Ơ vậy tính ra cái màn này hòa luôn đúng không ta? Hòa rồi bạn ơi. Hòa. Yes, vậy là mình vẫn giữ được 2 điểm, còn Sammy thì chưa được điểm nào. Ủa, tôi nhìn thấy ra luôn hả? Chưa được điểm nào luôn á.
Ok bạn ơi, và sau khi mà chúng ta tham gia xong mấy cái trận này ấy, thì tôi chợt nhận ra một điều, chính là để giành được top 1 thì khó lắm. Đúng rồi, cho nên là bây giờ á, nếu như mà muốn chơi công bằng á, thì là người nào chết trước thì coi như người đó thua, còn người nào còn sống thì thắng, chịu không? Ok, ủa gì đây? Ok, rồi nha, rồi cái này là gì đây? Ủa cái này là gì đây? Xe hả? Ủa cái này đông người chơi hết, cái này đông ơi. Wow. Ừ, cái này là sao? À rồi? cái này mình phải nhảy lên cái xe. Ồ. Mình phải nhảy lên cái xe, Mình đừng để té, hiểu không? Cái xe đang đi ngược kia đúng không? Từ từ, đang đi hướng ngược này. Sam phải đi ngược về hướng này nè, Đúng không? Ui, đúng, đi ngược cái hướng này nè. Sam mà đi chậm là Sam bị té, hiểu không? Này. Trời ơi. Tôi té mất tiêu rồi. Thôi không sao, vẫn còn Sam, Sam cố lên Sam. Thôi coi như là trận này Sam thắng rồi đó, nhưng mà Sam cố lên coi biết đâu Sam được top 1 sao. Cố lên. Hay quá Sam ơi, cố lên. Ủa sao trận này nhanh quá vậy, mới đó té rồi. Ôi không sao, vậy là coi như là trận này Sammy được 1 điểm. Ôi. Ủa là ông té trước hả? Ờ tôi té trước bà. Yes. Tôi thấy hình như tôi hơi sai mà tôi hình như tôi hơi sai đấy. Ôi cố gắng lên, trận này là phải giành được thêm 1 điểm. Ủa, nữa. Trượt này là gì đây? Trượt nước hả? Oh my god. À, trận này vui, trận này vui nha, trận này có bộ vui nha. Ôi trò này là có 10 người chơi nè, là phải có 5 người vượt qua. Tôi mới hay sao té đúng không? Đây rồi, Ui tôi trượt sao ơi. Trượt nước đảo quá sao ơi. Ôi mình vừa trượt mình vừa nhảy rồi nha Sam ơi, cái này mình vừa trượt mình vừa nhảy rồi nha. Ui cái lốc xoáy nè. Đừng. Trời ơi, cuốn cái lốc xoáy mất tiêu rồi. Đây. Ui cái này chơi phơi vãi, Ôi. Cuốn lốc xoáy mà. Kiểm tra nè này. Ấy da. Ui tôi đang tấp máy ta, tôi không biết mà đang tấp máy các bạn ơi. Ui, tôi tấp 2. Không sao. Kiếm cho nè. Cố lên. Trời ơi. Đừng có nhảy ra ngoài. Ok, để coi mấy bạn còn lại coi ai sẽ là người tiếp theo đây. Thấy có bạn này là ui. Rồi xong mày này bị vượt quá mất tiêu rồi. Ôi trời ơi, ô bạn chú hề này được nha. Rồi, còn 5 người sống sót. Game căng thẳng nè. Chờ tiếp theo là gì đây? Game này chọn đường đi hả? Từ kính vỡ hả trời. Đúng rồi, vậy cái này là chỉ có Phong với Sam mà ai qua trước người đó thắng nè. Ok. Đường này đúng không? Trời sai ơi. No. Vậy đường nào? Rớt đúng không? Ủa sai luôn. Ủa phải. Cái này mình phải chọn đường, À đây đúng rồi, đường này. Ơ, đúng rồi. Ờ rồi. Đường bên nào? Ủa sai. Đường bên này. Ủa. Trời ơi sai rồi. Ui no, Sammy. Sammy đang đi đúng đường của tôi rồi. Tôi biết rồi. Test được. Được. Nhảy. À. Ấy. Trời ơi, tôi nhảy ra ngoài luôn mấy má ơi. Trời là trời. Rồi. Đi Sam ơi. Để phong dây. Ây da, không test được là sao ta? Đây. Phong nghĩ là đi thẳng đi. Đi thẳng tiếp. Đúng. Bây giờ kinh nghiệm coi Squid Game của tôi là bên trái. Đúng. Kinh nghiệm coi Squid Game của tôi là trước mặt. Kinh nghiệm coi Squid Game của tôi là xem nè. Kinh nghiệm chơi Squid Game tôi là trước mặt tiếp. Trời ơi, chỉ có một người được qua thôi Sam ơi, chỉ có một người được qua đó. Mình kia là sai rồi, Sam chọn đại đi. Ôi, té hết rồi. Dạ, đường này xong rồi, đường này. Ủa. Hết thời gian luôn, quá. Trời ơi. Ủa vậy trận này coi như hòa hả? Hòa, không lấy tiền. Cây tía. Trời ơi, cố gắng thắng thêm một trận nữa thôi. Tôi chỉ cần thêm một trận nữa thôi là tôi thắng Sam 3 điểm là tôi được mua mô hình rồi. Ủa cái gì đây? Ủa trượt nước tiếp hả? À, Shiba. Ui, đâu vậy? Ủa, 30 người luôn. Trời, game này khó nè. Trời ơi, hết tung ra ngoài. Sao vẫn đi được kìa, trời ơi. Có kinh nghiệm rồi. Đây, em màn này 15 người đó bạn ơi. Màn này là 15 người được vượt qua nè. Nhanh Phong ơi, Phong phải thắng Phong ơi. Mô hình. Vì mô hình, mở mô hình cho bạn xem. Cố lên. Lốc xoay. Vì mô hình, Phong ơi. Kinh
Ui. Kinh nghiệm. Ui, Sammy trước mặt tôi luôn nè. Sam ơi, Sam thấy phong không? Sam thấy phong không? Ê, sao mông tôi nè. Ui. Ok. Yes, tôi vượt qua, tôi vượt qua đây. Ây da, tôi đập đầu rồi. Ây da, tôi đập đầu thêm lần nữa. Trời ơi là trời. Cố lên. Top 1. Ủa. No. Trời ơi, top 2. Bị té đúng lúc thiệt chứ. Top 5 mấy bạn ơi, để coi. Ui, trời ơi quá trời người kìa, để xem. Đó, có quá trời người qua nè. Trời ơi. Có ác quỷ nè, có chị Nhật Bản nè. Ôi quá trời người. Ui, có mấy ông bị cuốn như lốc xoáy luôn. Rồi một người cuối cùng nè. Rồi xong. Rồi xong hết rồi. Ê, rất nhiều nha. Ui trời ơi đâu. Rớt. Sammy vậy mà cũng qua được màn 2 hay nhỉ. Ủa tôi chứ lị đừng được. Gây đó, gây đó. Tôi đánh thêm điểm nữa, tôi lấy mô hình này. Trượt nước ven bản gọi là khó hơn. Trượt nước hả? Cái này là trượt nước tiếp à? Đúng rồi, nó khó hơn ơi. Đi. Có chen nhau được không? Bên nào chuẩn bị xịt nước. Ui. Cố lên. Không cần chen nhau xô đẩy. Game này 8 người vừa qua đúng không? Game này được 8 người nè. Đúng okay. Rồi, 8 người thôi. Ủa nó ít rồi, chưa? Đi thôi. Ây da. Top 1 rồi. Chuột đi. Có trái bom vậy, ủa thất hồn. Tí tôi bị trái bom. Trời ơi, có trái bom nè. Ây da, trái bom nổ tôi rồi. Ơi. May quá. Tôi không bom. Ôi, đừng bom. Cho ăn cái gì được không? Không. Đừng thua mà Phong, đừng thua. Vì mô hình đi Phong ơi. Ui, trái bom nó nổ trước mặt tôi quá trời luôn. Trời ơi, tôi đập đầu vô cái cột. Trời ơi, tôi cũng vậy. Ui, may quá rớt xuống được các bạn ơi. May quá, Màn này có 8 người thôi. Màn này chỉ có 8 slot thôi. Nhảy nè. Đừng. Trời ơi, Phong ơi là Phong, từ nãy giờ đập mặt hơi bị nhiều rồi nha. Tám người. Sam, hình như là Sam ở trước mặt tôi sao á. Có hả, tôi không biết. Có, tôi thấy Sam à. Ê, may rớt xuống kia rồi. Ui, về nhà nào. Về nhà Tết. Ui, có cái đuôi lửa luôn. Sam ơi, hình như là Phong với Sam cũng có cơ hội á. Ờ, có không? Không biết. Có cơ hội. Có cơ hội, Sam ơi. Cơ hội, Sam ơi. Thôi đi. Ê, tính ra Sam ơi trước mặt tôi nè. Tôi bị cục đá đó. Nó gì vậy ơi? Ui. Kinshada. Kinshada đúng không? Sipa. Ây da, trời ơi, đừng mà, đừng nữa. Đừng hất tung nữa. Trời ơi, hai ba lần luôn, trời ơi. Cấp 2, ông cấp 3. Ôi trời ơi, tới đây mình sần. Yes. Yes. Qua được. Yes. Tôi qua được. Trời ơi, cùng quá bà con ơi. Cùng quá. Trời ơi. Cái màn trượt nước nó xịn hơn các bạn ơi, xịn hơn màn trước, màn này nhiều thử thách hơn. Màn này hơi bị nhiều thử thách luôn á. Đây còn có mấy ông nè. Mấy ông đang cố gắng lắm nè. Trời, còn mấy ông nó cố lên mấy ông ơi. Trời ơi. Té đi chứ trời. Thiên đường lôi bạn ơi. Qua luôn bạn ơi, đúng rồi. Hay quá bạn ơi. Rồi, còn người cuối nè. Ai rồi xong. Em màn này nhiều người dữ vậy. Rồi, màn cuối cùng nè. Màn cuối cùng quyết định Phong Cận hay Sammy chiến thắng nè. Bây giờ nha, bây giờ là Phong với Sam coi ai đi xa hơn. Hiểu không? Ok. Rồi vào nha. Được tấm màu càng tốt. Sơn màu nè. Trời ơi. Trời ơi. Cái này là sơn màu nè. Cái này trơn nha. Chia ra. Hai thế giới. Yes. Tôi thắng rồi. Ủa, sao sao lưng tôi nè. Trời ơi. Ai da. No. Xui thôi. Ai da. Trời ơi, đẩy tôi về luôn. Một rồi chứ sao nữa. Đợi nè. Xui quá vậy. No, đừng mà. Top 1. Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì đây trời? Ủa, gì vậy? Ui. Trời ơi. Cái top 1 của tôi. Top 1 của tôi. Top 1 của tôi. Đợi. Đừng sao ơi. Đừng sao ơi. Ôi, Sammy TV đã thắng game các bạn, thấy không? Mất một mô hình. Tính ra là mình chơi đến màn cuối Snake cùng rồi các bạn ơi. Màn cuối cùng rồi, chỉ có một điểm thôi tôi thắng rồi. Trời ơi. Quy định là tôi phải đạt được 3 điểm thì tôi mới mua được mô hình nha các bạn nha. Ôi, thôi rồi, không sao. Tôi nghĩ rằng là tập này thì coi như tôi thua đi. Tôi sẽ ráng dụ dỗ Sam, tôi kêu Sam chơi thêm một tập nữa để Sammy, biết đâu Sammy đồng ý thì tôi có mô hình để tôi còn inbox cho các bạn xem, đúng không? Đúng không bạn? Ok. Rồi thôi, còn bây giờ thì trận này thua rồi các bạn ơi. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.
À mà quên nữa, Sammy cũng có chơi game này nữa, cho nên ông nào muốn xem hãy qua bên kênh của Sam để xem nữa nha. Tôi okay. Là phần 2 nha, phần 2 nha. Ok. Bye bye. 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 Hello team, hello team.